Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ondan Cevit được sản xuất tại Laboratorios Norman. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Ondan cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Ondan Cevit Ondance 8mg Dạng bảo chế Dạng dung dịch tiêm truyền Công dụng và chỉ định của Ondan Ngăn chặn cảm giác buồn nôn và phản xạ nôn sau những đợt hóa trị, xạ trị ung thư hay sau phẫu thuật. Cách dùng và liều dùng của Ondansevit Cách dùng Thuốc dùng tiêm truyền Liều dùng Với trẻ em từ 4 đến 12 tuổi, dựa vào khối lượng cơ thể, dùng 0,15mg trên kg, tiêm qua tĩnh mạch trước các đợt điều trị. Sau đó để phòng nôn kéo dài, có thể duy trì liều uống 4mg 2 lần một ngày, trong vòng nhiều nhất là 5 ngày. Người bệnh trên 12 tuổi Tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch chậm liều 4 mg trên ngày trước khi tiến hành các đợt hóa trị liệu. Với bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan nặng, dùng tối đa 8 mg trên ngày. Người già hay người suy giảm chức năng thận vẫn dùng liều giống với người lớn. Chống chỉ định của Ondansevit. Quá mẫn với Ondansetron hoặc các thành phần khác của chế phẩm. Lưu ý khi sử dụng Ondansevit chỉ nên sử dụng thuốc trước những đợt hóa trị liệu và phẫu thuật vì thuốc chỉ có tác dụng dự phòng chứ không thể chấm dứt các cơn nôn. Cân nhắc khi sử dụng cho người bệnh có dấu hiệu tắc ruột và những người lớn tuổi bị suy gan, sơ gan. Không nên sử dụng cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Trong thời gian sử dụng thuốc, người bệnh tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định về liều của bác sĩ điều trị, tránh việc tăng hoặc giảm liều để đẩy nhanh thời gian điều trị bệnh. Trước khi ngưng sử dụng thuốc, Bệnh nhân cần xin ý kiến của bác sĩ điều trị. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Thuộc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ của Ondansetron. Thường gặp. Trên hệ tiêu hóa, rối loạn tiêu hóa. Trên TKTV kép, sốt cao, ngủ ly bì đau nhức đầu. Ít gặp. Trên TKTV kép, hóa mắt, chóng mặt. Trên hệ cơ xương khớp, đau nhức, yếu xương. Trên hệ tiêu hóa, đau cứng bụng, khô rát miệng. Hiếm gặp. Trên da, nổi mẩn đỏ. Trên tim mạch, huyết áp giảm, rối loạn nhịp tim, đau thắt ngực. TKTV kép, co giật, động kinh, đau nhức đầu trên hệ hô hấp, nhịp thở không sâu, co thắt cơ trơn phế quản, thở khó khè. Trên gan, tăng tạm thời enzyme aminotransferase, tăng nồng độ bilirubin tự do và kết hợp trong máu. Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng. Tương tác Tăng độc tính, chuyển hóa ondansetron bị thay đổi bởi các chất ức chế cytochrome paso như cimetidine, allocurinol, disulfiram không nên trộn ondansetron với dung dịch mà chưa xác định được khả năng tương hợp. Đặc biệt, dung dịch kiềm có thể gây tủa. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm ondansevit, đồng thời biết cách sử dụng ondansevit sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham